8 giờ mình có nó đói nên là mình nấu tô mì chín. Chín là chả cá, rau, rau có cải như lá quế nè. Nấu tô mì ăn sáng. Cô chú anh chị nào chưa ăn sáng nè, vô ăn cùng mình nha. Vừa ăn lắm bạn, ngon lắm, bạn ăn với mình nha. Ngon lắm các bạn, các bạn làm ăn thử đi. Ngon lắm. Thank you.
Video của mình đến đây là hết. Xin chào cô chú và các anh chị.